Người có từ hôm nay cứu con với, con bị tên ra cưỡng không? Nghe cá dạy em vậy mà, anh đừng có la, vô ích thôi. Chuyện kỳ vậy trời, sao người cá dạy hôn ác giả man vậy? Thôi nghĩ đi, chắc sức bỏ người ta khỏi ăn cơm luôn bây giờ. Ủa, anh gấu không muốn em thương nữa hả? Nãy giờ hôn người ta muốn chết luôn vậy đó. Tới lượt cấu hôn lại nè, coi chịu nổi không nha. Ủa nha, sao nào quá vậy? Anh gấu ăn hiếp con nè. Tha cho em đi anh gấu ơi, em sẽ không hôn anh nữa đâu.